Ở Quảng Ngãi, lâu rồi ví von huyện Sơn Tây là đất ngàn cao, thì bây giờ ở Nghĩa Hành cũng có thể ví là thủ phủ của cây cao ở vùng đồng bằng trong tỉnh. Nếu như trước đây, nhiều nhà dân trồng cao ở quanh vườn, thì những năm gần đây khi giá cao xuất khẩu khá cao dẫn đến nhà nhà trồng cao. Những năm gần đây, cao sấy xuất khẩu thông thương đem lại nguồn lợi rất lớn cho nông dân Nghĩa Hành. Tuy vậy, việc trồng cao rất nhiều và có xu hướng ồ ạt như hiện nay quả là điều đáng lo ngại. Bởi một khi xuất khẩu bị ngưng trệ thì việc trồng cao gặp khó, nên huyện Nghĩa Hành chủ trương không khuyến khích người dân trồng cao, và đã trồng cao rồi thì nên xen với các loại cây trồng khác.